xứ Nghệ càng mặn lại càng giòn, nước chè xanh xứ Nghệ càng chát lại càng ngon. Hãy cùng với chúng tôi đến với Thanh Chương để tìm hiểu cách chế biến chè độc đáo có tên gọi là chè đâm. Theo như chỉ dẫn của các bạn khán giả S Việt Nam, xã Thanh An, huyện Thanh Chương nổi tiếng bởi những đồi chè trên hồ, tạo nên một cảnh sắc vô cùng nên thơ, ấn tượng. Muốn kết hợp một chuyến du lịch vừa ngắm cảnh đẹp vừa được ăn ngon, chúng tôi quyết định đến đây để tìm hiểu về món chè đâm đặc sản của bà con người Thái nơi này. Cô ơi, tại sao mình lại không hái cái búp chè thôi mà lại hái cả cành cả lá thế này cô? Chè mà ngắt ngon ấy thì để làm chè ra này, mà muốn làm chè đấm ấy mà đi về ngắt cả cành lần lại như thế này. À. Cháu toàn là bị kiểu tuốt lá ra cô ạ, không bẻ được cái cành này. Tại nó cứ rất là dai ấy. Bẻ ngắn tay. Cái này con gái sẽ dễ làm hơn vì có móng tay. Phải bấm vào thân cái cành này sẽ dễ hơn em ạ. Báo cáo thành tích với cô đây. Cha quả đây cũng được này. Thôi đây cô chọn cho bọn cháu nhé. Đây rồi. Nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chúng tôi sẽ tìm hiểu cách làm món chè đâm này. Hoàng Anh có biết tại sao lại gọi là chè đâm không? Chè đâm thì giống như tên gọi của nó, sẽ cầm một vật nhọn để đâm vào những lá chè. Không phải đâu, anh nghĩ thế. Thế là chúng ta hãy đến nhà trưởng bản để tìm hiểu cách làm món chè đâm đặc sắc này. Chè đâm ban đầu là thức uống độc đáo của đồng bào Thái ở huyện Quỳ Hợp, nhưng hiện nay nó đã trở thành món đặc sản được đông đảo người Thái khắp Nghệ An yêu thích, thưởng thức hàng ngày. Ở bản Trà Luân, mỗi ngày mọi người thường làm chè đâm mời bà con hàng xóm uống những khi tụ họp chuyện trò. Mời hai cháu thưởng thức món chè đâm. Còn anh thấy sao? Nó hơi khác với cả trà xanh bình thường ạ. Nó chát chát. Khi mà uống xong, nó ngọt ngọt đọng lại ạ. Tôi thì tôi thấy loại chè này rất là đặc biệt vì pha trong một chiếc ống tre. Cái món chè đâm này là phải đâm trong ống tre. Uống tre này càng tươi lại càng tốt vì là hắn giữ được mùi vị và giữ được cái màu sắc của nước chè. Nó tươi xanh hơn. Bác giúp bọn con học cách làm được không ạ? Vâng, được ạ. Muốn làm cái món chè đâm á, những cái lá dài dưới này là mình hái từng lá một, 3-4 lá phía ngọn là mình ngắt luôn. Tiếp theo là đố các cháu biết là đi tìm cái gì, một gì đó về đâm cây chè này cho hắn thật nát ra. Bác lại thử thách cả hai đứa mình đây. Anh sẽ tìm ra cho em. Bác thấy cái này được không ạ? Cái đùa ní thì ăn cơm thôi. Cái này có thể nhưng mà lâu lắm mới nát được. Cái mùi này ấy tù quá. Cũng là cái chày giống của cháu mà. Vâng, đây mới là cái chày chuẩn để, vì mình phải vót hai bên vào cho cái lưỡi này sắc như kiểu mà lưỡi rưu. Đâm vào là mau vụn, mau nát hơn. Đâm thật mạnh, cháu đâm thử xem. Vâng, cháu nhìn đơn giản. Cháu đâm, cháu đi chéo lại. Thế này mình chia nát được. Bác để cháu làm thử. Cháu làm thử xem. Đâm thật đúng. Đúng rồi. Cháu không nghĩ là học cái món này nó lại nhiều kỹ thuật đến thế. Khó như cháu học đánh trống ạ. Đúng đó. Các cháu mời xem ngay nước chúng ta vừa mới làm. Đây quả thật là màu xanh của núi rừng rất là đẹp đấy. Kịch lãng mạn ghê cơ. Và chúng tôi sẽ mang bát chè đâm này mời mọi người xem, mọi người cảm nhận như thế nào. Mời hai cô thử xem là cô có uống thử xem ạ. Khi mọi người uống không ạ? Nước chè xanh. Rồi. Rất đúng ngậm, đúng với một chè đâm gì nữa. Ngon lắm. Cháu nghĩ là sẽ ngon hơn nữa nếu như cô vừa uống trà và thưởng thức một tiết mục văn nghệ. Ở một vùng đất lạ, tìm hiểu về những nét văn hóa mới, cho đi niềm vui và nhận lại tấm lòng, bạn sẽ có những chuyến đi không thể nào quên.